tiếp theo chúng ta sẽ đi đó là chủng vân tay AS, đó là Symboid. Đây là một chủng vân tay nằm trong chủng vân tay đặc biệt. Và cái người mà sở hữu chủng vân tay này thì cũng rất là hiếm và ít có người nào sở hữu chủng vân tay này. Tại vì chủng vân tay này được gọi là tiềm năng và khả năng nó hấp thụ gần như là vô hạn. Về mặt tiềm năng có nghĩa là nó không phải là tài năng và nó nằm ẩn sâu với nhiều lớp lá. Và khi chúng ta lật lớp lá đó lên, chúng ta dở nó hết lên rồi, chúng ta kích hoạt nó thì nó mới trở thành là tài năng. Và nếu mà chúng ta không làm sinh trắc vân tay thì chúng ta không thể tìm ra những chủng vân tay này, những người sở hữu chủng vân tay này mà chúng ta kích hoạt cho họ và để họ trở thành một cái người thiên tài trong xã hội. Tại vì cái người mà chưa được kích hoạt thì cái biểu hiện của họ là gì? Nó sẽ chậm chạp hơn so với những người khác, làm được gì nó cũng ăn từ từ và rất là chậm chạp. Thì khi đó nếu mà chúng ta không biết cách để khi mà chúng ta tương tác giao tiếp, đặc biệt là phụ huynh, thì chúng ta la nhiều thì bạn này sẽ có xu hướng là thu mình và không nói chuyện nhiều với ba mẹ luôn. Và ở đây khi mà bạn này đặc tính cỡ tính cách chủng vân tay này là khi muốn học tập hoặc làm một cái việc gì đó thì khởi đầu sẽ theo từng bước một, theo một cái trình tự, và làm việc thì từ từ, không có nhanh được, nhưng mà khi mà quen rồi thì làm việc mới nhanh. Chúng ta phải lưu ý với cái người sở hữu chủng vân tay này. Và ưu tiên hàng đầu của người sở hữu chủng vân tay hạt đó là sự an toàn và chắc chắn. Và ở đây cái người này sẽ lựa chọn những công việc nó mang tính chất là ổn định và lâu dài. Đó là cái suy nghĩ của người sở hữu chủng hạt. Mà một người mà sở hữu chủ càng nhiều chủng vân tay AS này thì cái người đó sẽ có cái trí nhớ rất là tốt và rất là dai. Những cái việc mà từ thời bé đi chăng nữa nhưng mà vài chục năm sau họ có thể vẫn là nhớ như in về những cái việc đó rất là tốt. Và ở đây phong cách học tập là chậm mà chắc, bền bỉ và phấn đấu cho những mục tiêu cơ bản. Về chủng vân tay AS này là sự kiên trì có, nhưng mà mục tiêu đặt ra đối với chủng vân tay này đó là những mục tiêu nhỏ và những mục tiêu cơ bản mà thôi. Làm những việc lặp đi lặp lại thường xuyên để đạt được cái mục tiêu của mình thì đó là người sở hữu chủng vân tay này. Và nhân nhớ là khoảng vài năm trước đây nó có một cái vụ, đó là một cái cô mà cô này là khi mà cô mất á, là cô để lại khoảng 4.000 tỷ cho một người con nuôi. Có nghĩa là cô chỉ là người bán bún mà thôi, và có nghĩa là cô không có thể hiện nhiều, cô không có thể hiện ra bên ngoài mình là cái người giàu có và tiền bạc nhiều. Nhưng mà khi cô mất thì tổng tài sản của cô là khoảng hơn 4.000 tỷ. Thì cái cô đó là người sở hữu chủng vân tay AS này. Đó là cái cách mà chúng ta thấy cái sự biểu hiện. Và ở đây nè, người mà sở hữu chủng hạt thì người đó thích làm những việc công việc là lặp đi lặp lại. Có nghĩa là xin việc vào công ty làm một cái vị trí đó, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, không cần lên cũng được nữa. Thì đó là người sở hữu chủng vân tay AS. Và làm những việc lặp đi lặp lại thường xuyên, chúng ta phải lưu ý. Và cái người này á, cái cách học tập của họ học là phải qua vận động, học phải thực hành và lặp đi lặp lại. Khi mà người này nghe cái người khác nói đi, nhìn người khác làm và người này phải làm theo thì mới được, người này phải hành động thì khi đó nó mới nhớ. Còn nghe không mà không thực hành thì rất là dễ quên. Chúng ta phải lưu ý. Và ở đây là có xu hướng đặt nhiều câu hỏi và thường hay hoài nghi. Cái người sở hữu chủng vân tay này thì hỏi nhiều lắm các anh chị và các bạn. Tại vì họ hỏi ở đây để họ hỏi, để họ hiểu vấn đề. Nếu mà họ không hiểu vấn đề thì họ sẽ không làm được. Tại vì cái vấn đề về xử lý thông tin của những người sở hữu chủng vân tay hạt nó sẽ không nhanh. Và nếu mà mình nói nhanh quá mà nói trừu tượng quá thì người đó cũng không hiểu. Do đó người mà sở hữu chủng vân tay này chúng ta nên nói chậm lại để cho họ nắm bắt được vấn đề và nói đơn giản thôi, thì khi đó họ mới hiểu và họ làm được. Chúng ta phải lưu ý. Và ở đây là họ hay hoài nghi về những vấn đề, họ khó tin vào một người khác và họ chỉ tin vào bản thân họ mà thôi. Và cái người sở hữu chủng vân tay hạt này thì họ cũng rất là khó tin. Và đối với họ là họ chỉ tin khi họ trải nghiệm mà thôi. Nếu mà chúng ta chia sẻ về sinh trắc vân tay cho người sở hữu chủng vân tay AS này thì chúng ta chỉ cần đưa một cái quyển là tài liệu về sinh trắc vân tay cho họ tự đọc, rồi sau đó là chúng ta nói thêm về sinh trắc vân tay cho họ hiểu là ok rồi. Chúng ta không cần phải giải thích nhiều hoặc giải thích dài dòng, tại vì giải thích càng nhiều là họ càng không hiểu vấn đề. Tại vì chung chung trừu tượng là họ không có thích, chúng ta phải lưu ý về vấn đề đó. Rồi, không thích những lý luận trừu tượng, thích những thứ đơn giản, rõ ràng và thực tế. Do đó chúng ta phải nói chuyện đơn giản, ngắn gọn với chủng vân tay AS mà thôi. Chúng ta càng giải thích là người này càng không hiểu, như hồi nãy Nhân chia sẻ, càng đơn giản là được. Ví dụ như chúng ta muốn mượn tiền thì chúng ta cứ nói mượn tiền là được rồi. Chúng ta cũng đừng có nói là giải thích dài dòng lý do vì sao là được. Đó.
Nhưng cái người sở hữu chủ vân tay AS lại rất là chăm chỉ và cần cù, làm việc theo kế hoạch, theo từng bước một và không thích những công việc xen ngang bất ngờ. Có nghĩa là người chủ hạt là người đại diện cho việc làm việc theo kế hoạch, theo hệ thống, theo nguyên tắc. Người AS mà làm việc mà không theo kế hoạch là họ làm không được. Mà người này thì nên làm từng việc thôi, xử lý nhiều việc cùng một lúc thì cũng không ổn. Xử lý càng nhiều việc cùng một lúc thì người này rất là dễ bị rối và họ không tập trung vào vấn đề được và họ làm không tốt. Do đó chúng ta phải lưu ý. Và người này rất là siêng năng và chăm chỉ làm những việc cơ bản, chúng ta lưu ý về vấn đề này. Và tính cách của người này rất là nguyên tắc và người này giao tiếp thì cũng rất là ok, rất là tốt. Nhưng mà cái vấn đề là vậy, bản thân của họ thể hiện ra bên ngoài thì họ sẽ không thích về thể hiện ra bên ngoài nhiều. Chúng ta phải lưu ý. Và ở đây là cái kế hoạch mà lập ra rồi mà chúng ta muốn thay đổi á, thì chúng ta phải báo trước sớm, còn đến gần cận giờ mà chúng ta báo thì người này rất là bực bội trong những cái việc đó, chúng ta phải lưu ý. Và cái người sở hữu chủ vân tay AS là một cái người rất là thận trọng và rất là kỹ tính, và họ quan sát và làm việc về những việc chi tiết rất là tốt và đề cao đến chất lượng và sự chính xác. Họ rất là kỹ và họ làm việc chi tiết rất là tốt. Và nhân gặp rất là nhiều người chủ hạt mà làm về kế toán rất là tuyệt vời, và họ giữ tiền rất là tuyệt vời của các chị và các bạn. Nói chung là chi tiêu như thế nào nó theo đó, là cứ như vậy mà làm. 299 là 299, nó không thể làm tròn lên 300 được. Và nhân gặp một cái trường hợp là một cái đứa bé đó sở hữu chủ hạt này, mẹ nó là mượn tiền của nó và nó thì mượn tiền của ba. Và mẹ nó mới nói là thôi như vậy thì mẹ trả cho ba, khỏi trả qua con. Thì nó không đồng ý. Và nó nói là tiền của con mượn ba thì con sẽ trả cho ba, nhưng mà mẹ mượn con là mẹ phải trả cho con, không có thể là gộp chung và mẹ phải trả cho ba như vậy được đó. Chúng ta phải lưu ý về cái phần đó. Rồi, và ở đây không thích thể hiện và giỏi trong việc giám sát. Và cái người này là quan sát về chi tiết và làm những công việc mà mang tính lặp đi lặp lại, an toàn ổn định. Đó là cái người sở hữu chủ vân tay hạng này. Rất trung thành và đáng tin. Và ở đây cái người mà nãy giờ mà chúng ta trong tất cả các chủ vân tay thì chỉ có chủ vân tay AS có một cái câu là rất trung thành và đáng tin. Và cái sự trách nhiệm trong cái người mà sở hữu chủ vân tay này rất là cao. Và ở đây trung thành thì nó tùy thuộc vào cách giao tiếp, cách chính sách của cái công ty đó chứ không phải phụ thuộc vào chủ. Nhưng mà chủ AS thì lại rất là trung thành hơn so với các chủ khác. Có nghĩa là họ ngại thay đổi. Họ không thích nhưng họ vẫn có thể làm theo cái cũ hoài thì được đó. Và ở đây đối với chủ vân tay AS nó còn cái là có xu hướng là phòng thủ và khó thể hiện cái cảm xúc ra bên ngoài nhiều. Người mà sở hữu chủ vân tay AS càng nhiều thì cảm xúc của họ gần như là bình thường và nó bình về cái việc biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nhiều thì nó ít lắm. Và ở đây có xu hướng phòng thủ là có xu hướng dò chừng xem xét những người khác khi tiếp cận với mình nó phải như thế nào. Và họ cái người mà sở hữu chủ vân tay có một cái quan niệm, cái suy nghĩ là về việc đầu tư mạo hiểm thì cái việc đó họ sẽ rất là khó làm, tại vì họ có cái quan niệm là an toàn mà thôi. Nếu mà họ có 100 thì họ sẽ dám đầu tư tầm khoảng là 20 là dữ lắm rồi, còn nếu mà có 20 mà để đầu tư 100 thì cái người AS sẽ không làm được đó, chúng ta phải lưu ý. Và cái người mà sở hữu chủ vân tay AS này cần phải làm sinh trắc vân tay để định hướng về tài năng và nghề nghiệp và để phát huy, kích hoạt cái tài năng đó và phát huy đến lên mức tối đa. Tại vì chủ vân tay AS là tài năng nó gần như là vô hạn và nằm ngay ngón vận động thô là tài năng về thể dục thể thao. Nếu mà được kích hoạt thì tài năng chơi thể thao của người đó là cực kỳ giỏi. Và thông qua các kỳ đại hội, chúng ta lưu ý thông qua các kỳ đại hội, cái người vận động viên mà lập kỷ lục thế giới mà thông qua các kỳ đại hội mà không có ai có thể là phá được kỷ lục đó thì người đó chắc chắn sẽ sở hữu chủng vân tay đặc biệt, đó là AS-AT. Chúng ta phải lưu ý vấn đề đó. Và cái cách giao tiếp tương tác với cái người mà sở hữu chủng vân tay này là nói chuyện ngắn gọn đơn giản thôi, và đừng có giải thích dài dòng. Nếu mà đứa bé mà có sở hữu chủng vân tay này, ba mẹ phải lưu ý, tại vì đặc tính của nó là chậm và chắc, và chúng ta cứ la nó, ép nó làm những cái việc mà nó phải nhanh nhạy mà nó chưa hiểu hết vấn đề thì nó có xu hướng lẫn sang là tự kỷ. Lúc đó là chúng ta lại gặp vấn đề lớn nữa và tìm cách để chữa trị. Tại vì nhân gặp rất là nhiều ca như vậy rồi, khi mà đi chia sẻ về sinh trắc vân tay, ba mẹ không hiểu đứa bé, một đứa thì nó quá nhanh nhạy, một đứa thì nó quá chậm chạp mà nói chuyện gì nó cũng không hiểu vấn đề, thì ba mẹ mới là rất là lo lắng và dẫn đi khám nơi này nơi kia vân vân. Thì thật sự ra nó không có bị gì hết, tại vì hạt nó chưa được kích hoạt và đặc tính của nó như vậy. Và khi đứa bé là cũng không được
học thêm nhiều quá, khi mà học thêm nhiều quá nó cũng không xử lý hết được thông tin đó, có nghĩa là nên tập trung vào chuyên môn nào đó là được rồi đó. Chúng ta phải lưu ý về những vấn đề đó và chúng ta cần làm sinh trắc quan tai để tìm ra những bé sở hữu chủng hạt để cải thiện cái mối quan hệ ở gia đình và giúp cho đứa bé nó tự tin hơn và dám thể hiện và khẳng định bản thân của mình, của đứa bé đó, tại vì nó rất là tài năng nhưng do đặc tính của hạt là theo phong cách từ từ và chắc chắn mà thôi. Chúng ta phải lưu ý về việc này.